Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Tiếp tục đến huyện Lấp Vò, đến nhà vườn của chị Quỳnh Như có lô phôi giấy dán trực của anh chị em để nơm cao ha. Giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình nha. Rồi, chào chị. Em chào anh Thái ạ. À. Em chào cô chú anh chị đang xem clip. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em ở những clip trước. Nay em lên tiếp lô phôi giấy Mỹ, mong cô chú anh chị ủng hộ em ạ. À. Dạ đầu tiên là mã số 1, dạ hoành 22 ạ. À. Cao 88, số đế là 48. Em giao lưu là 250k. À. Tài cành đóng đặc quý anh chị em. Mã số 2, hoành 21, cao 1m03, số đế là 53, em giao lưu là 240k. Mã số 3, hoành 25, cao 69, số đế là 43, em giao lưu là 240k. Mã số 4, hoành 28, cao 76, số đế là 49, em giao lưu là 260k. Mã số 5, hoành 18, cao 53, số đế là 49, em giao lưu là 170k. Mã số 6, hoành 28, cao 59, số đế là 48, em giao lưu là 270k. Mã số 7, hoành 26, cao 75, số đế là 48, em giao lưu là 240k. Mã số 8, hoành 33, cao 61, số đế là 39, em giao lưu là 260k. Mã số 9, hoành 20, cao 80, số đế là 44, em giao lưu là 170k. Mã số 10, hoành 29, cao 76, số đế là 48, em giao lưu là 300k. Mã 11, hoành 25, cao 78, số đế là 44, em giao lưu là 240k. Mã 12, hoành 23, cao 69, số đế là 40, em giao lưu là 220k. Mã 13, hoành 24, cao 59, số đế là 37, em giao lưu là 200k. Mã 14, hoành 23, cao 74, số đế là 45, em giao lưu là 190k. Mã 15, hoành 21, cao 70, số đế là 46, em giao lưu là 180k. Mã 16, hoành 25, cao 77, số đế là 50, em giao lưu là 200k. Mã 17,
Hoành 22, cao 80, số đế là 47, em giao lưu là 200k. Má 18. Hoành 25, cao 78, số đế là 48, em giao lưu là 230k. Cành hồi rất đẹp quý anh chị em. Rộng chữ C. Má 19. Hoành 30, cao 70, số đế là 50, em giao lưu là 280k. Má 20. Hoành 25, cao 68, số đế là 42, em giao lưu là 260k. Má 21. Hoành 26, cao 84, số đế là 40, em giao lưu là 240k. Má 22. Hoành 24, cao 80, số đế là 46, em giao lưu là 250k. Má 23. Hoành 23, cao 72, số đế là 52, em giao lưu là 230k. Má 24. Hoành 27, cao 68, số đế là 46, em giao lưu là 250k. Má 25. Hoành 21, cao 59, số đế là 34, em giao lưu là 120k. Má 26. Hoành 21, cao 64, số đế là 43, em giao lưu là 190k. Má 27. Hoành 30, cao 60, số đế là 40. Cây này nó có bị khô đây chút không? Không ảnh hưởng tới cây. Em giao lưu là 200k. Má 28. Hoành 23, cao 65, số đế là 47, em giao lưu là 180k. Má 29. Hoành 26, cao 66, số đế là 46, em giao lưu là 220k. Má 30. Hoành 28, cao 1m, số đế là 50, em giao lưu là 330k. Má 31. Hoành 25, cao 67, số đế là 49, em giao lưu là 250k. Má 32. Hoành 24, cao 62, số đế là 42, em giao lưu là 190k. Má 33. Hoành 22, cao 68, số đế là 46, em giao lưu là 200k.
Mã 34. Hoành 24, cao 66, chỗ đế là 44. Em giao luôn là 200k. Mã 34 cũng là mã cuối của clip. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem. Mong cô chú anh chị ủng hộ em ở clip này và những clip tiếp theo. Em xin cảm ơn. Rồi, hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn chị Bình Như nhé.